Nữ tài xế sinh năm 2003 ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là người cầm lái chiếc Mercedes tông đổ tường ngôi nhà cổ trên phố Hàng Bạc. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc rạng sáng 4 tháng 12 trên phố Hàng Bạc. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, chị BTL sinh năm 2003 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes lưu thông trên phố Hàng Bạc hướng từ Mã Mây đến Tạ Hiện. Khi đến trước cửa nhà số 47 Hàng Bạc thì bị mất lái, đâm vào mạn trái nhà số 47 Hàng Bạc khiến ngôi nhà bị sập một phần tường bao. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông trật tự cùng đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an phường Hàng Bạc phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra. Bước đầu, vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang xác minh. Qua đo nồng độ cồn, đã xác định nữ tài xế BTL vi phạm ở mức độ 2, vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đáng chú ý, nhà số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Hiện tại, tư liệu tin cậy về ngôi nhà là bức ảnh mà một cô gái Pháp đưa sang Hà Nội năm 2001. Mặt sau đề chụp năm 1883 và chắc chắn ngôi nhà phải có trước mốc thời điểm trên. Đặc trưng ngôi nhà phong kiến có lối đi ở giữa, mặt tiền nhô cao. Cả phố Hàng Bạc duy nhất có số nhà 47 là lưu giữ lại kiểu kiến trúc trên. Hình ảnh ngôi nhà 47 Hàng Bạc đã được báo chí trong và ngoài nước lưu giữ lại như một nét kiến trúc tiêu biểu của phố cổ.